Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Hôm nay chúng ta lại bàn về câu chuyện khoai lang nữa rồi. Nói chung là ăn khoai lang nói chuyện thế giới là chuyện bình thường thôi. Các bạn có thấy trong clip là cái dây khoai lang của mình rất là xanh tốt các bạn không? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái dây khoai lang này đang rất là xanh tốt, nhưng mà cái dây khoai lang dưới đây thì bắt đầu tàn rồi. Cái dây khoai lang này bắt đầu tàn rồi, tuổi thọ của cái dây khoai lang ở đây của mình khoảng cỡ 3 tuần đến 4 tuần, là khoảng 1 tháng. Này, nói chung là mình nghĩ một là do cái không có đủ ánh sáng mặt trời, còn hai là mình nghĩ coi nước này mình nuôi cá bỏ quá nhiều muối thành ra cái cây này nó chết. Mình đang thử bỏ một cái cây khoai lang ngoài nắng coi nó sống cỡ nào, trong nước thủy sinh coi nó sống cỡ nào, thì hiện giờ là cũng 3 tuần là nó vẫn còn đang rất là tốt. Khoe cá tí, mình mới về một lô cá full red, rất là đẹp, red BDS rất là đẹp. Bạn nào thích thì liên hệ với mình nha các bạn nha. Bên đây mình có một cái dây khoai lang cũng mới ra rễ và mới ra cây. Cái cây này ôm đâu đó 2 tuần nó mới ra rễ, và sau đó thì bắt đầu nó bung rễ thì cái lá nó cũng bung theo. Đây là khoai lang nước các bạn nha, khoai lang trồng thủy sinh từ lúc nhỏ. Nhưng mà mình nói đề cập tới chủ đề hôm nay là bonsai khoai lang là như thế nào, đây cho các bạn xem. Đây một khoai lang, một cái cây khoai lang không được trồng từ cái củ khoai lang mà được trồng từ cái gốc khoai lang luôn. Nó đã ra rễ nước, có nghĩa là cái rễ màu nâu này nè, cái rễ màu nâu này là cái rễ đất. Cái cây khoai lang này được trồng trong đất, sau đó mình bứng về mình trồng trong nước thì bắt đầu nó ra cái rễ trắng trắng này là rễ nước, mình kêu bằng rễ nước, rễ thủy sinh, là nó cũng bắt đầu nó phát triển trở lại. Là những cái lá này là cái lá non nè, những cái lá này là những cái lá non nè, bắt đầu nó đâm chồi nảy lọc là nó bung lá rồi. Còn những cái lá này là lá cũ nè, đây những cái lá này lá cũ, thời gian nữa nó sẽ tàn, thời gian nữa nó sẽ tàn các bạn ha. Cái cây khoai lang này á, mình kêu bằng cái cây khoai lang tại vì cái cây khoai lang này nó được trồng nó rất là cứng, cái cây nó rất là cứng nè, cái cây rất là cứng nè, nó không có giống như cái dây khoai lang trồng bằng củ khoai lang. Có thể là do nó được trồng trên mặt đất thì cái cây nó cái trọng nó cứng hơn để nó bò cao hơn hay sao á, nhưng mà vô tình khi mà đem vô hồ cá thì nó tạo ra một cái thế bonsai rất là đẹp. Tạo một cái thế bonsai rất đẹp. Đây là mình lấy cái chai la vi mình cắt nửa ra, mình làm cái giá thể cho nó chú ha. Bây giờ nếu như các bạn nào mà muốn làm ở đây, các bạn có thể là kiếm một cọng kẽm, các bạn quấn uống theo cái cây này, rồi các bạn uống theo cái hướng cái cây mà cái chiều mà các bạn muốn. Ví dụ như các bạn hướng theo cái chiều này, hoặc là những cái đọt này thì các bạn hướng theo chiều này, nó cũng rất là hợp lý các bạn. Và một đặc điểm là cái khoai lang mà trồng bằng cây này thì mình phát hiện một điều á, là nó cái tốc độ nó bò không có nhanh, cái tốc độ nó bò không có nhanh làm cho cái việc mà giữ dáng của cái cây khoai lang này rất là lâu. Có nghĩa là cái này mình trồng cũng được 2 tuần mấy rồi, nhưng mà cái cây nó chỉ mới bò khoảng được cỡ tấc rồi. Nó không phải giống như cái khoai lang mà trồng trồng bằng củ khi mà mọc rễ ra rồi thì nó đi dây rất là nhanh. Đó, cái này cũng là một trường hợp ví dụ này. Đây là cũng là một cái khoai lang này, nó đã bung lá xanh rồi nè. Lá xanh mướt đó các bạn. Nói chung là nếu như là các bạn nào mà nuôi thủy sinh thì các bạn làm cái này rất đẹp. Đây là coi cái thế này, giống như là thế nó vươn ra một bờ sông hơn. Đó là khoai lang đó. Những cái lá này là bắt đầu chết rồi. Rồi bên đây chúng ta có một cây ngắn hơn. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là cái khoai lang này nó cũng có tỷ lệ chết rất là cao. Đây cho các bạn xem cái cây này đã chết rồi. Cái khoai lang này nó đã chết rồi. Thì nói chung là trồng cây nào sống được thì sống, còn cây nào chết thì chết, phức các bạn nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ dẫn cho các bạn đi lên rừng để nhổ cái cây khoai lang này đem về trồng thủy sinh các bạn nha. Ok các bạn, bây giờ mình hiện đang có ở bãi khoai lang các bạn. Đây là bãi khoai lang. Lá khoai lang này là cái lá khoai lang mình nói có thể là đem vô luộc lên để ăn là rất là ngon. Và bây giờ là mình sẽ tìm những cái cây khoai lang mà nó có gốc như này, và nó có
giống như cây vẽ dáng bonsai, và sau đó chúng ta về chúng ta sẽ làm các bạn nha. Khoai lang này thì ở dưới miền quê mọc rất là nhiều, mọc xung quanh rất là nhiều. Bạn nào đang ở dưới quê nếu mà muốn chơi bộ môn này thì mình nghĩ là các bạn có thể hoàn toàn là ngon lành cành đào hơn so với những cái bạn mà ở Sài Gòn. Thì cái khoai lang này ở dưới quê người ta sẽ trồng cái cây như vậy, và sau đó cái cây nó sẽ bò và sau đó nó sẽ cho củ ở dưới cái phần đất ở dưới. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tìm những cái cây non non như vậy, mình về mình làm bonsai cho hồ cá của mình rất là đẹp. Như các bạn thấy là mình đầu clip mình cũng có cho các bạn xem không đó. Đối với những cái hồ cá mà mini thì chúng ta tìm những cái cây ngắn ngắn như này là được. Sau này khi mà cái bộ rễ này nó bắt nước trong hồ cá đó, là những cái lá này nó sẽ chết và nó sẽ lên một cái lá con rất là đẹp. Nè, ấy mấy cái này thử ra, về trồng nó cũng lên nữa. Bẻ ngang về nhúng vô nước nó cũng lên. Nhưng mà tìm mấy cây nào mà dáng tốt chút. Nè, cái thế này đẹp nè. Về mình uống lại là được nha. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Thấy hay nhớ đăng ký kênh mình nha. Bye bye.